Hello anh em nhá, tiếp tục có hàng về đó là LiveRay LA12. Một trong những dòng LiveRay mà bên em đã đi demo, đã khẳng định cho anh em về cái chất âm của nó qua những cái buổi demo trực tiếp thực tế tại ngoài trời để cho anh em thấy được cái áp lực của những dòng loa LiveRay về cái chất âm của nó anh em nhá. Thì ngày hôm nay tiếp tục có hàng về và cái hiệu ứng mà đi demo LiveRay thì qua đó thì cũng rất nhiều anh em đã lựa chọn và đã đặt niềm tin vào cái dòng loa LiveRay LA12 của Lợi Ích Acoustic bên em. Thì tiếp tục có hàng về đây anh em. Đây là những cặp loa LiveRay anh em để thấy. Rất là chắc đúng không ạ? Đây là hàng nhập khẩu nguyên con, nguyên đai, nguyên kiện anh em nhá. Chứ không phải là hàng gióng hàng ráp đâu. Đây cái lưu ý với tất cả anh em. Đây cái thông số đằng sau của nó đây. LiveRay LA12 8 ohm 450 đến 900W, 99 đến 135 dB, 65 đến 20kHz anh em nhá. Ok chưa? Với những dòng loa LiveRay này mà em đã demo thì anh em thể thấy được với cái độ phủ, cái góc phủ của nó rất là rộng. Anh em đi nghe, có rất nhiều anh em nghe thực tế về những dòng LiveRay LA12 qua bên em demo thì về nhà anh em cũng có gọi điện và cũng thấy và đánh giá được về chất âm dòng loa LiveRay này, nó rất là hợp lý với cái tu tiền 19 triệu đồng trên một cặp anh em nhá. 19 triệu đồng trên một cặp, hàng nhập sơn sần cát chống xước cho anh em. Về những cái dòng loa LiveRay này thì quá là uy tín cho anh em rồi. Nhớ anh em hỏi là cái lỗ thông hơi của con LiveRay này nó ở đâu mà đằng trước anh không thấy, đằng sau anh cũng không thấy, thì lỗ thông hơi nó sẽ nằm ở bên góc này anh em nhá, nằm bên góc này. Và đây là những cái chốt của LiveRay. Đây là những cái chốt anh em nhé. Và những cái khớp LiveRay này khi anh em bắt nó là hàng nhập nên không có tình trạng bị lỏng lẻo đâu. Kể cả những khớp LiveRay này nó rất là cứng cáp, nó rất là chắc chắn anh em nhé. Đấy, chứ không phải là như những cái hàng gióng hàng ráp mà nó phải là anh em phải đẩy qua đẩy lại để tìm lỗ để anh em đóng. Nhưng với dòng này nó khớp nó có độ chia độ cho anh em rồi. Đằng sau đây thì anh em cứ bắt vào nó sẽ chuẩn zin luôn cho anh em hai bên anh em nhé, không cần phải lạy hay không cần phải lựa lỗ để anh em bắt đâu. Và ok, nhiều anh em thì cũng muốn xem về cái nội thất thì đây là bên trong cái nội thất của dòng loa LiveRay LA12. Sử dụng một củ bát 30 neo xương chân nhện anh em nhé. Đây là củ bát 30 neo và sử dụng hai chiếc 350 cũng là neo luôn anh em nhé. Anh em nhìn thấy nó có khủng không ạ? Hai chiếc 350 luôn, chứ không phải là sử dụng một chiếc 450 hay là một chiếc 750 mà nó là hai chiếc 350, rất khủng luôn. Đấy, đây là có LA10 nữa này. Đấy, đây bên trong của nó. Đấy, đây là cái củ bát của nó. Ok chưa? Đấy, củ bát. Không phải video nào mà em cũng mở nội thất nên là em cũng có chụp lại những cái bức ảnh để cho anh em có thể thấy được là bên trong nội thất của dòng loa LiveRay này từ neo nó sẽ như thế nào anh em nhá. Đấy, LA12 vẫn vậy thôi. Những cái giải tần của nó vẫn vậy thôi anh em nhá. Đấy. Nhện thì nó là nhện vàng. Ok chưa? Bát 30 từ neo là côn 76 anh em nhá. Côn 76. Đấy, côn rất là to cho anh em chơi. Và như anh em biết là từ neo nó cho ra cái chất âm cho anh em thì tiếng rất là sáng, rất là ngon, sạch sẽ cho anh em chơi. Nhìn cái LiveRay anh em nhìn nó có đẹp không ạ? Những dòng hàng nhập khẩu nguyên con nó sẽ khác biệt về cái hình thức đầu tiên anh em nhìn thấy, và chỉ cần anh em sờ nắn vào những cái khớp LiveRay, khung LiveRay thôi là anh em cũng đã biết được là cái độ hoàn thiện cái bên ngoài của nó đã khác hẳn so với những hàng gióng rồi, cũng không thể so sánh được. Và cái mức giá của nó thì em nói thật với tất cả anh em nó quá hợp lý. Tại sao em lại nói quá hợp lý? 19 triệu đồng trên một cặp cho LiveRay bát 30. Và ngoài ra bên em có mẫu bát 25 sẽ là nhỏ hơn. Thì bát 25 thì nó sẽ sử dụng bát từ thường, chép cũng vẫn là chép neo đôi anh em nhá. Đấy, vẫn là hai chép neo đôi 350 và con đấy thì là 14 triệu một cặp. Con này 30 19 triệu một cặp. Đấy, mồm to hơn và cái độ phóng độ phủ của nó quá khủng rồi. Đấy, tánh thực tế cho anh em nghe qua những buổi demo để cho anh em biết được về cái chất âm của nó rất ok anh em nhá. LiveRay LA12 ok chưa? Thì có hàng về thì cũng lên video giới thiệu cho anh em về những dòng loa LiveRay này. 19 triệu đồng một cặp. Anh em nào có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ với bên em qua số điện thoại góc dưới màn hình anh em nhá. Xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông xem các video mới nhất. Và ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.